Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Stickman, Cyberdex. Let's go. Speed. Một chiếc chìa khóa, ok. Let's go. Chạy vào trong ngôi nhà này. Rồi, ở đây thì có một chiếc ghế và một quả mìn. Mình sẽ chọn chiếc ghế đi. Let's go. Smartphone. Выручи меня, братан. Скоро буду. Bom. Ok, jackhammer. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Ice Cream 2. Ok. Let's go. Bật lên. Chúng ta làm đâu. Giờ ông ta đây rồi. Ice cream maker want from me. Oh my gosh, ông ta ngay chỗ này. Xin mình luôn. Ok, mình sẽ sang nơi khác. What will the ice cream maker want? Let's go. Wow, ông ta nghe tiếng buồn này. Rồi, mình sẽ lên tầng 2, lấy món đồ khác trước. Gaffus. Ok.
kiểm tra luôn đây xem có gì không. Không có gì. Rồi, chắc chắn là một trong ba thùng kia. Mình sẽ cất thùng này đi trước. Cho cái này vào trong xe. Nhặt cái này lên. Mình sẽ tìm thùng thứ hai. Ok, đây rồi. Đây là tấm vé này các bạn vào ngôi nhà sung eo. Và khi có tấm vé này thì các bạn sẽ cầm cái này lên và trao đổi. Ok, Brium. Cho vào trao đổi là. Let's go. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Ok, let's go. Mình sẽ đập vào đây. Ông ta đã phát hiện ra mình. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2, đấy là món đồ nữa, và chính là một chiếc móc treo quần áo. Vào trong này, mở ra, móc treo đi rồi. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ lên tầng thượng, và đu dây sang. Ok, let's go. Và chu qua đây. Ông ta chắc đang ở gần đây rồi. Nên mình phải thật nhanh. Let's go. Và làm switch. Wow, ông ta sắp phát hiện ra mình. Chạy thôi. Không biết kịp không. Ok, vẫn kịp. Mình sẽ chạy thẳng vào xe. Sau đó thì mình sẽ di chuyển đến một nơi. Đó chính là một nghĩa trang. Nghĩa trang mà ông ta đã chôn bố ông ta trong đó. Jay, help me. Chúng ta đi. Let's go. Out of here, please. Ok, bắt chú mèo này về. Mình sẽ cho chú ta vào trong một ngôi nhà ấm cúng. Cinema. Let's go. Ông ta đã nhìn thấy mình. Không sao, mình sẽ lấy cái lành này thôi. Wow, cái này có vẻ khá lạ. Xin tôi đi.
Giờ thì mình sẽ phải đợi ông ta đốt cây nến này. Ok, ông ta đốt nến rồi. Wow, bị giật một phát. Ok, ở trong này thì có một chiếc chìa khóa để các bạn cứu thoát cô bé kia, thoát khỏi ông ta. Rồi, let's go, mình sẽ đi ngoài luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa thứ ba. Đây là một tựa game mà khá là khiếp. Ok, let's go. New game. I'm still bleeding. I need to find something to heal myself. Rất hại luôn. Ok. Dáng đi của mình nó lại gù gù ở đây nữa. Để nhìn càng khiếp. Không biết có mở được cánh cửa không. Không mở được đâu. Bắt buộc phải tìm một chiếc chìa khóa. Ok. Con này như kiểu có búp bê. Cảnh sát đã từng vào cuộc rồi. Mình thấy cái băng rôn của cảnh sát ở đây. I saw Betty here when your brother. Thank you.
Ở đây các bạn phải tìm một chiếc chìa khóa nhé. Vẫn chưa có hay sao? Để mình thử xem sao đã được chưa. Được rồi. Wow. Sẽ tiến sâu vào và tiếp tục tìm hiểu tiếp. Ok, và tựa game này cũng rất khá là hay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư. Free Day, Zone 13. Ok, mình sẽ cho anh chàng này vào đây. Sau đó thì mình sẽ tiêu diệt anh này. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là... tiêu diệt anh chàng này đi. Ok, let's go. Yeah, let's go. Okay, let's go. King Zone. Rồi, và mình sẽ sang tựa game thứ 5. Sitting Here, Horror Scary Game. Okay, let's go. Ở đây thì Sitting Here đang ở đây. Và mình sẽ phải đi đến cái chỗ biển báo xanh này. Biển sáng xanh. Đây là một tấm bản đồ. Let's. Wow, ok. Chạy thử kia. Một chiếc lưu. Tiếp tục mình sẽ chạy đi ở đường này, lên trên đồi đi, tránh xin thì phát hiện, thì lúc đó thì chạy chẳng may vấp vào cái gì đó thì mình sẽ bị bắt ngay. Ok, mình sẽ giải cứu cô bé này. Sao mình lại bị bắt hay làm sao đó.
Ở đây thì các bạn phải đi tìm một thứ gì đó để trốn thoát khỏi đây. Mình sẽ thử lên trên đồi để xem có gì không. Đây rồi, ở đây có một vệt sáng xanh. Con thuyền trốn thoát khỏi hòn đảo này nào. Ok, let's go. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Xin hình điêu. One day. Ở tựa game này thì các bạn phải giải mã ở trong khu vườn rừng. Đầu tiên là mình sẽ nhặt một khối pin, nhặt chiếc đèn pin. Sau đó thì mình sẽ vào trong này. Mình sẽ vào đây xem có chiếc máy bay được không. Nhặt cái máy bay. Đây rồi. Khi gặp Siri kia các bạn đánh lạc hướng, phi máy bay đi. Anh thôi, chưa nhìn thấy Sinh Hiên. Rất là sợ luôn. Một nơi khá là xa. Mình sẽ ngồi xuống tránh Siri kia nhìn thấy. Xin hiểu thì nó đang gần đây. Chưa rồi, bị phát hiện rồi. Chuồng trong này, wow. Nó bắt được luôn, tải thật. Tải nó quá dài. Không làm gì đâu. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Xin hiểu, horror. Suviva. Play.
okay, let's go. Và từ game này thì các bạn phải đi tìm một món gì đó. Sau đó thì các bạn sẽ trốn thoát khỏi đây. Xem cái tàu này xem có rơi cái gì không. Để xem vào ngôi nhà này xem thế nào. Đây rồi. Đây là cái gì? Chúng ta phải cái này. Rồi mình thử sang xem ngôi nhà khác xem. Ấn táp rồi, không biết là cái gì đâu. Đứng im. Bị đơ các bạn ạ. Mình sẽ vào lại xem làm sao lại bị đơ được. Tức là không cử động luôn. Đó phải nhập được. Đây mình sẽ tạo vào cái này. Ok. Cái này sẽ rơi xuống, nhập lên. Sau đó thì mình sẽ chạy thẳng. Còn một loại dây này nữa này. Một bộ phận. Ok. Chứng tỏ còn một bộ phận đỏ ở ngôi nhà đó. Mong sao xin hia không nhìn thấy mình. Bộ phận này thì chưa được gì cả. Các bạn phải dùng một cái gì đó. Đây rồi. Ok. Sẽ có lắp vào cái gì không? Hay là đủ rồi, mình sẽ chạy ra ngoài xem. Chưa khởi động được. Không biết còn thiếu cái gì đó. Cho các bạn phải vào những ngôi nhà kia, sau đó tìm hiểu tiếp. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Scary Brandy. Play, let's go. Ok. Một anh chàng. Wow, chưa, anh ta chưa ra được ngoài. Mình phải tiêu diệt những anh chàng này cho ra ngoài luôn. Oh my gosh. Bị lừa rồi. Let's go. Oh man. Mình bị rơi luôn. Ở level 4 thì mình thấy khó hơn cả level 5. Level 5 này thì mình thấy nó dễ hơn này.
Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.